Hello, hôm nay có chú mít cả nhà sẽ đi vô thăm ông thầy này, chở các em theo nhé. Em không chưa? Ready, ready. Vừa làm nút
Ủa chứ có không tự nhiên nữa hả? Không, ý chị là giống như là ép cho nở á. À. Là thấp sao? Ngon coi. Trời ơi, gì mà tóc bấy lên vậy? Coi chừng rớt. Gom lại, gom lại. Đưa cho chị nha, anh cầm. À, để cho. Rớt cái chai nước. Thôi bỏ đi. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. GoPro, stop recording. Uống đâu mà phải lại.
Ồ, Bi, xe đạp của Bi hả Bi? Muốn xe đạp chưa? Hello. Hello. Ủa sao ngồi cái bao trên bao ni lông vậy? GoPro stop recording. Đây, hôm nay buổi chiều ở quê. Chiều quê đây, các bạn nhỏ lại được nghỉ hè. Đây bạn có gì? Bạn tên Bi. Con gái Cát Tường. Cát An. Và Moon Hell. À, cây dữ kỳ quá. À. Đây cây mai tuyệt vời. Vô đây mau 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 xe. Đây cây mai lớn luôn. Ngon chưa? Đây cây này cũng đang lên đây. Đây này có hai cây to để chơi. Mai đó, mai nhà. Chị Cát Tường là con gì vậy cờ dấu? Buổi chiều quê. Quê tôi. Ừ.